Các nhà đầu tư, đặc biệt là cảm ơn hơn 20 anh em leader đã đồng hành cùng với tôi trong hơn một tháng qua. Đây là buổi tiệc nhằm tri ân những vị khách hàng, những nhà đầu tư và đặc biệt là những cống hiến của các anh chị leader trong giai đoạn vừa qua. Tôi hy vọng rằng sau sự kiện lần này, chúng ta sẽ về làm bùng nổ thị trường của mình hơn nữa. Chúc cho chúng ta nhanh chóng thành công. Chúc cho cả KFC 10 đô, được không ạ? Đi đâu ạ? Mọi người ơi! Đi đâu? 1, 2, 3!